Xin chào tất cả các anh cô chú ạ. Hôm nay nhà em có mấy món đồ nha, em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Hôm nay nó có bi trục tròn này. Đấy. Bi trục tròn này, bi chừa tay vuông. Loại ngắn loại dài đây nhá. Rồi bây giờ em sẽ quay lần lượt vào nhá. Những cái mã sản phẩm hôm nay em có đánh số rồi đấy ạ. Và giá tiền em sẽ dán trực tiếp ở trên sản phẩm. Mọi người ưng sản phẩm nào thì cứ nhắn tin cho em theo mã số 1234 nhá. Cần sản phẩm nào, cần mã số nào thì nhắn tin giúp em. Và vui lòng không hỏi lại giá tiền cũng như là không hỏi lại kích thước nhá. Mọi người thông cảm giúp em là em không có nhớ được kích thước của bộ số 1 bao nhiêu, bộ số 2 bao nhiêu, nên là mọi người thông cảm giúp em nhá. Rồi bây giờ em sẽ quay vào bộ số 1 trước này. Bộ số 1 là cái bi trục tròn đấy nhá. Bi trục tròn. Đây bây giờ em sẽ đo kích thước rõ ràng ở trên video luôn. Một bộ của nó là sẽ có một cặp của nó sẽ có 2 chiếc như này nhá. Một cặp sẽ có 2 chiếc như này. Đây em đo một chiếc. Nó giống nhau nên em sẽ đo một chiếc thôi nhá. Đây, trên một cái này thì nó sẽ có hai cái bi. Hai cái bi như này nhá. Đây, cái này phi của nó là 30. Phi 30. Khá là nặng. Đây. Từ chỗ này nhá, em đo từ chỗ này này. Cái trục này từ đây là được 35 này. 35 cm. Còn đo tổng chiều dài cả cái phần này luôn là 38 cm. Đây cái bi nhá. Cái bi của nó là 6,5 cm này. Cái phi này em đo luôn nhá. Cái chỗ này đo được là 45. Đấy. Đây. Thẳng tắp nha, bi trơn tru nhẹ nhàng nha, không dơ dão nha. Đấy. Ở cái đây nó sẽ có hai cái lỗ để bắt ốc luôn này. Đấy. Và đây là cặp số 1 thôi em nhá. Cặp số 1 giá là 500 này. Đấy, cặp số 1 giá là 500. Đây cặp số 1 giúp em nhá. Số 1 giá là 500 này, em có dán vào đây này. Đấy, nó hơi có dầu mỡ này, nó cứ bong hết cái này ra. Bong cái giấy ra. Rồi tiếp theo đến số 2. Số 2 là cái cặp này. Cặp này thì một cái nó lại hơi ngắn. Đây. Cái này là cái ốc đục giác, nó đang bắt trực tiếp vào đây nhá. Mọi người tháo lỏng ra thì nó sẽ di chuyển được, nhưng mà cái này nó đang bị bắt chặt rồi. Ở trên mỗi một cái này nó sẽ có bi. Đây, bi của nó đây nhá. Chỗ này đo được là 40 này. Đấy. Còn cái trục này, trục này đo được là 25. Em đo tổng chiều dài nhá. Tổng chiều dài cái này từ đầu đến cuối là được 52 cm. Đấy. Đây còn cái này trong cái cặp này, cái bi của cái này là 40 này. Chỗ này đo được là 40. Trục này là 25. Chiều dài, tổng chiều dài cái này em đo được nó là 54. Cái này nó lại dài hơn này. À không, không phải dài hơn đâu, mà là cái này nó bắt ra này. Cái này nó bắt sát ở đây. Cái này nó bắt lùi đây này. Đấy. Đối cái bi ra ấy. Đây nhá. Chính ra là cái này là bằng nhau ấy chứ đâu có dài hơn đâu. Bộ này là bộ bằng nhau, không phải là cái này dài hơn. Lại em cứ tưởng là có một cái dài hơn một cái ngắn. Nhưng mà hai cái này là bằng nhau nhá. Đây là bộ số 2. Bộ số 2 giá là 450.000. 450.000 cái cặp số 2 này nhá. Rồi tiếp theo số 3. Tiếp theo đến số 3 này. Số 3 là cái bộ vít me. Vít me này. Đây nó có cả cái này là cái gì đây? À cái này là cái tên vặn được này. Để em đo nhá. Cái này phi gen của nó là 20. Cái tên của nó là 20 nhá. Đây trên mỗi một cái vít me nó sẽ có một cái cục này. Đấy, nó có 4 cái lỗ bắt ốc này. Còn hai đầu của nó sẽ có hai cái này nữa nhá. Mỗi một đầu nó sẽ có một cái này. Nó có bi ở đây này. Ở cái đầu này nó cũng có bi này. Đấy. Em đo chiều dài nhá. Cái này của nó, vít me của nó phi 20. Tổng chiều dài này. Cái này tổng chiều dài của nó là 53 nhé.
Tổng chiều dài của cái cặp này là 53 cm. Đây, một cái này là dài 53 cm. Đây là mã số 3. Số 3 cặp này giá là 400. 400 cái cặp tít mê số 3 này nhá. Rồi tiếp theo số 4. Số 4 là có 2 cặp. Số 4 là cái dây trượt bi vuông. Dây trượt bi vuông như này nhá. Loại này loại ngắn. Chiều dài của nó là 24. Cái chỗ này kẹp được là 23 nhá. Chỗ này kẹp được là 23 này. Còn chỗ này là 22. Em đo chiều dài của cái bi luôn nhá. Đây, cái chiều này là được 8 phân này. Còn bên này là được 4 phân 7. Đấy. Một cặp của nó là sẽ có 2 chiếc như này nhá. Mã số 4 này. Trơn tru nhẹ nhàng nhá. Không có bị cong vênh hay là sứt mẻ chỗ nào. Đây là mã số 4 giúp em, số 4 một cặp giá là 300.000, số 4 có 2 cặp nhá. Rồi tiếp theo số 5. Số 5 lại loại này lại dài hơn này. Đây là số 5, em đo từ đầu này đến cuối này luôn nhá. Được 97. Đây. 97 cm giúp em nhá. Đây là cặp số 5, dài 97. Bi này. Cái bi này của nó chiều này là được 6 phân 2. Cái chiều này là được 7 phân rưỡi. Đây em đo cái dây luôn này. Cái chiều này của nó là được 2 phân nhá. Chiều này 2 phân này. Đấy, cái chiều này là 1 phân 8. Đó. Đây là cặp số 5. Cặp số 5 giá là 1 triệu. 1 triệu một cặp dây bi trượt vuông. Số 5 giá 1 triệu giúp em nhé. Dài 97 cm. Trơn tru nhẹ nhàng nhá. Không hề có bị cong vênh hay là như lỗi lầm gì cả nhá. Tất cả hàng bãi tháo máy. Người mua về là chỉ việc chế cháo sử dụng thôi. Đấy. Tất cả trơn tru nhẹ nhàng nhá. Bao sáng nhá. Không hề bị cong vênh. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 cái này chiều dài của nó cũng là 97 cm. Cái cặp số 6 này cũng là chiều dài 97 cm nhá. Đây, cái chỗ bi này đo được là 7 cm này. Còn loại này là được 6 phân 2. Chiều này là 6 phân 2 nhá. Đây. Còn cái dây trượt bên dưới này, chiều này được 2 phân này. Chiều này được 2 phân. Còn chiều này là 1 phân 8. Đấy. Tất cả trơn tru nhẹ nhàng nhá. Không hề có bị cong vênh hay là bị mẻ sứt chỗ nào đâu nhá. Đấy. Đây là bộ số 6. Số 6 chiều dài của nó cũng là 97 cm nhá. Số 6 giá là 1 triệu. Đấy, hôm nay trên video của em là có 6 mã số. Mọi người xem kỹ video. Cần sản phẩm nào, cần sử dụng sản phẩm nào thì mọi người alo đặt hàng ủng hộ em nhá. Số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả của video. 0975 275 636 hoặc số điện thoại thứ hai 0942 453 417. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.